tìm hiểu về trung tâm lực hay là chakra Padma. Trong thân thể con người có 7 giao điểm trọng yếu, yoga gọi là luân xa chakra. Nó là 7 trung tâm chi phối năng lực của con người. Trên phạm vi đạo lý thì gọi 7 trung tâm lực này là hoa sen Padma, bởi vì đối với chữ luân xa có nghĩa là luân chuyển mãi như bánh xe. Sự luân hồi của con người cũng như thế đó, do cường độ của 7 trung tâm lực kích thích, tùy ở nơi nào thì chính luân xa ấy đưa con người vào vòng tội lỗi hay là vòng tai họa. Nếu con người sống lệ thuộc theo đời sống vật chất, trái lại nếu con người sống theo đời sống tinh thần thì những trung tâm lực đó lại là những hoa sen, với ý nghĩa cao đẹp của nó là xanh trong bùn, sống trong bùn, chẳng hôi mùi bùn, chẳng nhiễm màu bùn, chỗ trong sạch, không nhiễm uế trược của hoa sen. Nếu con người không tu tập đạo lý thì không làm cách nào để thể hiện đặng. Thế nên đối với các tu sĩ yoga, khi điều khiển được các trung tâm lực trong người để thể hiện những đức tánh của hoa sen thì lúc bấy giờ đã vào hàng siêu phàm nhập thánh. Bởi vậy, tu sĩ yoga chỉ để nuôi sống tâm trạng trong sạch thanh cao, không nhiễm trần, không ham danh lợi, phù phiếm, nên năng lực đời sống tinh thần như những hoa sen mà không phải là luân xa. Hatha yoga không đặt trọng tâm vào phần tinh thần mà lại đặt trọng tâm vào phần vật chất, nên gọi các trung tâm lực ấy là luân xa. Hatha yoga quan niệm chính những luân xa ấy một khi bền chắc, mạnh khỏe thì có thể đưa con người trở về quê xưa chốn cũ, trở về nơi xuất phát đầu tiên, tức là trở về trạng thái của thời kỳ thiện niên thiếu. Thực hiện được những ý niệm này là xương sống, ngọn của nó ở nơi các tạng phủ bên trong cơ thể. Nhưng người ta thường vẽ hình nơi phía trước thân thể cho dễ nhìn thấy và nhận định. Một muhara phía tận cùng của xương sống là xương cụt. Ở đầu dưới xương này có một lỗ nhỏ, nơi đây thoát ra một tích tủy thần tinh. Thần kinh cuối chót thần kinh hệ, nó là hình tướng của luân xa mulayara. Trên phương diện vật chất, năng lực của nó rất vĩ đại. Mọi sự phát động và giao cảm của não tủy đều chuyển đến nơi đây. Trước nhất nghĩa là nó làm trung gian cho mọi sự phát động của não tủy đến các tạng phủ, và cũng chính nó giao tiếp với vạn vật bên ngoài để chuyển vào não tủy. Về điểm này rất khó giải thích, chỉ những người đã chứng được mới cảm thông. Trên phương diện siêu linh, người ta còn gọi trung tâm lực này là Kundalini, và đồng thời có một môn phái yoga tên là Kundalini Yoga. Đặc điểm của môn phái này chuyên chú về việc phát triển các trung tâm lực đến giai đoạn rốt ráo là thể hiện lục thông, tức 6 điều thần thông thuộc về 6 giác quan. Khai mở luân xa này là đánh thức con rắn lửa hỏa xà nằm ngủ trong cái tháp tam giác tôn nghiêm nơi xương khu. Trung tâm lực Mulahara không tạo ảnh hưởng riêng biệt đến một tạng phủ nào, mà thể hiện năng lực của nó đến tất cả các tạng phủ. Vì vậy nên nó quan trọng vào bậc nhất trên cả các trung tâm lực khác. Mulahara hay Kundalini có nhiều giai thoại, nhưng những giai thoại ấy không thuộc vào phạm vi này. Muốn tăng cường năng lực của luân xa này, quý bạn nên tập các asana. Yoga Mudra 1 và 2, Pachimatana, Ujjayana Bandha và Nauli. 2. Svadhisthana. Phía trên xương cụt có một phiến xương to lớn,
hơn các đốt xương nơi bộ xương sống, gọi là đốt xương tôn nghiêm. Phiến xương này có 8 lỗ, đều nếu phân tách ra thì dường như có 5 đốt xương, là chỗ xuất phát thần kinh tủy. Thần kinh tủy này liên quan đến bộ phận sinh dục của nam nữ, thế nên luân xa svadhisthana sống gốc của nó ở phía sau thuộc phạm vi xương mông, ở phía trước thì thuộc phạm vi dạ dưới. Trên phương diện vật chất, luân xa này được cường thịnh thì con người được tinh lực dồi dào, mạnh khỏe, cường tráng. Về đường dục lạc, phần lớn là hạng người tham dâm. Nếu con người có tâm đạo, thay vì trụy lạc vào con đường dâm dục, thì sử dụng tinh lực ấy trên phương diện hoàn tinh bổ não, do đó có thể luyện được phép khinh thân, là một phép thần thông trong lục thông, tiên đạo, chuyên luyện tinh khí thần, thì tập trung vào luân xa này để hoàn tinh bổ não. Nếu muốn tăng cường sinh lực cho luân xa này, thì nên tập các thể asana kích thích nơi dạ dưới như halasana, yoga mudra, salahasana, ujjayana bana, nauli, ba, manipura. Vị trí của luân xa này ở phía sau thuộc về 5 đốt xương nằm trên xương mông, phía trước điểm chính ngay nơi rún. Phạm vi của nó bao trùm cả cái bụng. Các thần kinh tủy xuất phát nơi xương sống, ăn thông ra phía trước, điều khiển và tiếp xúc với lục phủ nơi bụng. Thế nên luân xa này có năng lực làm cho toàn thể bộ tiêu hóa vận chuyển điều hòa và sung mãn. Nếu quý bạn xét thấy chỗ công dụng của bộ tiêu hóa quan trọng đến đâu, thì tự nhiên thấy rõ tầm quan trọng của luân xa này đối với thuật trường sinh. Trên phương diện siêu linh, luân xa Manipura tạo cho con người một trí nhớ bền dai, lâu xa. Nếu hành giả muốn tạo cho bộ phận tiêu hóa sự hoạt động bền bỉ, dẻo dai, sức khỏe dồi dào, thì nên điêu luyện luân xa Manipura bằng cách thở bụng thường xuyên, đồng thời tập các asana kích thích nơi bụng và nơi giữa xương sống như Trikonasana, Dhanu Asana, Pachima Atana, Nauli, Uddiyana Bandha. 4. Anahata. Trọn phần lưng có 12 đốt xương liền với xương sườn. Vị trí của luân xa Anahata ở phía sau thuộc phạm vi của 12 đốt xương này, phía trước thuộc phạm vi bộ ngực. Trọng tâm của nó ở tại quả tim và buồng phổi, thế nên luân xa Anahata trách nhiệm về sự hoạt động của tim và phổi. Chính nó là trung tâm lực nòng cốt cho đời sống vật, năng trừ toàn thể các bệnh nội thương lẫn ngoại cảm. Trên phạm vi siêu linh, luân xa này khi được điêu luyện có thể cảm thông được tâm trạng của nhân loại, của vạn vật. Muốn bồi dưỡng luân xa Anahata, hành giả nên tập thở vai, thở ngực, đồng thời cũng nên tập các asana Bhuja Asana, Masyendra Vakra Asana, Matsya Asana, Suptava Jana, Viparita Karini, Dhanu Asana. 5. Vichuja, nơi cần cổ có 7 đốt xương. Vị trí của luân xa Vichuja về phía sau thì thuộc trong vòng ảnh hưởng của 7 đốt xương này. Phía trước thì trọng tâm nơi yết hầu. Năng lực của luân xa Vichuja chủ trì vào sự hoạt động của hai giác quan tai và lưỡi miệng. Thế nên một khi luân xa Vichuja được tăng cường độ thì con người sẽ nói lên tiếng nói to lớn, rộn ràng, lỗ tai sẽ nghe tỏ rõ,
Và trên phạm vi siêu linh, tu sĩ Kundalini Yoga có thể luyện phép thiên nhĩ thông, nghe xa ngàn dặm. Muốn làm lợi ích cho luân xa này, hành giả nên tập các asana, savan asana, simha asana, hala asana, viparita karini, sira asana. 6. Asana, luân xa asana nằm giữa hai chặn lông mày, bên trong nó là hạch mũi. Trên phương diện siêu linh, người ta gọi nó là con mắt thứ ba. Muốn điêu luyện luân xa này, người ta chỉ có mỗi một phương pháp là dùng tâm thức điều ngự vào nơi đây trong một thời gian mau lắm, là một năm thì có kết quả. Cũng có người trọn cả đời tu tập mà chưa thâu lượm được kết quả. Đối với pháp môn Kundalini thì luân xa asana là luân xa dễ tập luyện hơn hết thảy trong bảy luân xa thuộc về bảy trung tâm lực siêu hình. Hatha Yoga chỉ có phương pháp luyện mắt thần làm cho đôi mắt được tỏ rõ, chứ không có phương pháp luyện tập để thể hiện con mắt thứ ba này. Đối với Hatha Yoga, trung tâm lực thứ sáu là hai mắt, và các phương pháp tập luyện mắt phụng chính là nhằm vào trung tâm lực này vậy. Các vị Lạt Ma ở Tây Tạng, họ khai mở luân xa này bằng cách giải phẫu. Họ đục xương ở nơi giữa hai chặn lông mày và nơi lỗ thủng ấy. Họ dùng khoa châm cứu mà kích thích hạch mũi. Phương pháp này rất nguy hiểm, nhưng kết quả rất mau lẹ. Trong vòng 3 tháng thì thấy kết quả. 7. Saharana. Luân xa thứ 7 này là một luân xa rất tế nhị. Có pháp môn yoga quan niệm luân xa này ở trên đỉnh đầu, nơi mỏ ác, có pháp môn lại đặt vị trí nó. Có pháp môn lại đặt vị trí của nó ở tại nơi não tủy bên trong sọ đầu. Đối với Hatha Yoga thì tất cả các pranayama và các asana có tánh cách kích thích đều khuấy động đến trung tâm lực này, nhưng đáng kể nhất là thể Sisa Asana. Trên phạm vi siêu linh, người ta gọi luân xa này tên là Vishnu, cùng tên với vị trời Vishnu. Khi Kundalini và Vishnu liên lạc cùng nhau thì chính là lúc các tu sĩ Kundalini Yoga chứng đắc được lục thông, tức là sáu pháp thần thông siêu thoát. Nhân loại nếu không khổ công và bền chỉ tu luyện thì không sao thể hiện được quyền năng này. Muốn tu tập Kundalini Yoga, trước tiên phải tinh luyện pháp môn Hatha Yoga. Trên phương diện Raja Yoga, hành giả cũng có thể đoạt được kết quả này, nhưng chậm hơn Kundalini Yoga. Trái lại, tu tập theo pháp môn Raja Yoga thì lại ít có điều gì nguy hiểm đến tính mạng. Đối chiếu và phân biệt, hiểu biết được tầm quan trọng của bảy trung tâm lực là một điều lợi ích để đưa hành giả hiểu biết giá trị của các thể asana. Một khi biết đem sự luyện tập ở nơi chỗ cử động thân thể phối hợp với sự hoạt động của tinh thần, xin quý vị hãy ôn lại các thể asana có ghi phần luyện tập liên thuộc đến các trung tâm lực, đem đối chiếu với sự hiểu biết về các vị trí các trung tâm lực từ gốc đến ngọn, từ chỗ phát xuất đến chỗ an trụ, thì quý bạn sẽ phấn khởi trong khi luyện tập. Lưu ý, nếu quý bạn đã tập các pranayama và asana trong quyển yoga và thể dục, sau khi đọc xong chương 4 này, quý bạn chịu khó nghiên cứu thì tự thấy quý bạn đã tập luyện hầu hết phần quan trọng của giáo lý Hatha Yoga rồi vậy. Chúng tôi xin lặp lại, chúng tôi trình bày trong hai quyển Yoga và Thể dục, Yoga Thuật Trường Sinh, toàn là các asana căn bản. Nếu quý bạn tìm thấy nơi sách nào có các thể asana mà chúng tôi không trình bày nơi đây, thì những asana đó đều là biến thể của những asana nơi đây.
chứ không phải là thể căn bản. Điều nên lưu ý là phần lớn các asana đều chú trọng vào việc luyện tập nơi xương sống, vì nơi ấy, vì nơi đây ẩn tàng tất cả mọi sự huyền diệu nhiệm màu cho đời sống vật chất lẫn tinh thần. Tất cả tu sĩ yoga, dầu thuộc môn phái nào, cũng đều là những người thông minh sáng suốt, những người phàm phu. Trước khi tập luyện yoga mà có ngu ngốc đến thế nào, thì sau một thời gian tập luyện cũng tự thấy tinh thần mình có tiến hóa, rõ thông chân lý trong chân lý, xem như pháp môn Hatha Yoga. Tuy đặt trọng tâm về phần vật chất để cho phù hợp tâm trạng của những người trí tuệ cạn hẹp, nhưng với các thể asana kích thích thần kinh hệ, hành giả cũng sẽ khai thông trí huệ để cho các nguồn trí huệ ấy hợp về cùng Thượng Đế. Điều ấy cũng như người ta khai thông các sông ngòi cho nó chảy về biển cả vậy. Đời sống của xác thân phần lớn tùy thuộc nơi tinh thần. Để chứng minh câu này, xin quý bạn nên đọc và khảo cứu bằng cách thực tập chương kể tiếp theo sau đây.